Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 10, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá tăng từ 50 cho đến 350.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới có tín hiệu tăng ở phiên Âu chiều nay theo giờ Việt Nam lên sát ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ao, khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ có tín hiệu suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 70.100.000 đồng một lượng, chiều bán 70.820.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 70.050.000 đồng một lượng, chiều bán 70.800.000 đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 70.000.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 70.700.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng khá mạnh ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 70.050.000 đồng một lượng, chiều bán 70.850.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 70.050.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 70.850.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 250.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 69.850.000 đồng một lượng, chiều bán 70.650.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 280.000 đồng một lượng chiều mua và 170.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 70.100.000 đồng một lượng, chiều bán 70.750.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 350.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 70.150.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 70.650.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 70.100.000 đồng một lượng, chiều bán 70.600.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boso 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 22.922.000 đồng một lượng đến 58.700.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 24.922.000 đồng một lượng đến 59.700.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.997,5 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 1,8 đô la với tỷ lệ 0,09%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.990 đô la Mỹ và cao nhất 1.999 đô la Mỹ một ao.
Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 59 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11 triệu 800.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 700.000 đồng một lượng. Tiền đồng từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 34.390 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,3%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã lùi về mức 105,99 điểm, trong phiên đã giảm 0,12%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tụt về mức 4,817% một năm, giảm 1,27% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 84 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,79%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục giằng co giữa lo ngại căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng lãi suất trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Hiện tại, thị trường dường như đang chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thông tin quan trọng vẫn là thông điệp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tại cuộc họp báo diễn ra sau đó và khả năng cao là người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới này vẫn sẽ duy trì giọng điệu diều hâu trong bối cảnh lạm phát vẫn còn dai dẳng. Nhà phân tích cấp cao ông Mark Simpson của City Index cho rằng một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ có thể sẽ buộc Fed phải duy trì chính sách diều hâu bất chấp lo ngại ngày càng tăng về xung đột ở Trung Đông. Một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters cho thấy áp lực lạm phát sẽ đè nặng lên nền kinh tế thế giới trong năm tới, cho thấy lãi suất cũng sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn. Mặc dù vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi. Trong khi đó, các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới cho rằng tình trạng bất ổn địa chính trị một lần nữa tác động đến thị trường vàng và nhu cầu trú ẩn an toàn có khả năng cao sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa khi bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ tạo ra sự hỗn loạn hơn nữa ở Trung Đông. Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng trung bình sẽ tăng khoảng 6% trong năm 2024, đứng ở mức 1.900 đô la Mỹ trước khi thị trường hạ nhiệt vào năm sau. Các nhà phân tích giải thích xung đột ở Trung Đông có thể sẽ dẫn tới tình trạng bất ổn toàn cầu, kéo theo những tác động đáng kể đến giá vàng nếu như xung đột leo thang. Mặc dù tác động ban đầu cho đến nay chỉ ở mức độ vừa phải, nhưng sự leo thang của nó sẽ làm trầm trọng thêm sự bất ổn đó. Trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn về địa chính trị chưa bao giờ được chứng minh là động lực bền vững cho thị trường kim loại quý, nhưng các nhà phân tích tại Ngân hàng Thế giới lưu ý, lần này có thể khác khi xung đột liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Họ giải thích, việc tiếp tục và leo thang của một hoặc cả hai cuộc xung đột sẽ làm dấy lên mối lo ngại về những cú sốc kép và phức tạp đối với thị trường hàng hóa, có thể kiểm tra khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vốn đã mỏng manh. Các chuyên gia cho rằng, thông qua dữ liệu kinh tế sơ bộ của Mỹ cho thấy, thị trường vàng đang gặp nhiều áp lực khi kinh tế Mỹ đã hoạt động tốt hơn vào tháng 10, kể cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực sản xuất của Mỹ bước vào vùng tăng trưởng kể từ tháng 4. Sự kiện được thị trường chờ đợi trong tuần này sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Các nhà đầu tư cũng chú ý đến các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Tuần này cũng sẽ là tuần quan trọng đối với thị trường lao động của Mỹ với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 dự kiến sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.